系統で言うと20いくつかな、24とかそれぐらいなんです。Anh chàng Nhật Bản mới đến Hà Nội liền so sánh với thủ đô Manila, Philippines và nhận ra điều khác biệt không ngờ. Xin chào các bạn khán giả thân mến! Việt Nam và Philippines là hai quốc gia cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á. Với mức GDP gần như tương đương, nhiều người sẽ nghĩ cuộc sống ở hai nơi sẽ không khác là mấy. Thế nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác xa. Và các du khách đã cảm nhận rõ điều này khi so sánh thủ đô Hà Nội của Việt Nam với thủ đô Manila của Philippines. Ví dụ như cách đây một thời gian, một chàng trai người Nhật đã đăng video chia sẻ về trải nghiệm tại sân bay ở thủ đô Hà Nội. Chàng trai này có tên là Kaito hay K2. Anh đã làm video có tên là "Đây là điều tốt nhất ở Việt Nam, giới thiệu phòng chờ sân bay Nội Bài và tóm tắt Hà Nội". Hãy xem anh chàng người Nhật Bản này nói gì nào. Xin chào mọi người, lại là Kaito. Bây giờ tôi sẽ ra sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Đây là ngày thứ 15 của tôi ở Việt Nam. Tôi đã ở Hà Nội một ngày và giờ là lúc để tôi đi đến một nơi khác. Tôi sẽ đi từ sân bay Nội Bài của Hà Nội đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Philippines. Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là phòng chờ sân bay Nội Bài là tốt nhất. Khi tôi lên tới đây thì có biển báo là có phòng chờ, nên lần này tôi không gặp khó khăn gì khi tìm phòng chờ. Đó là phòng chờ ở sân bay Nội Bài, Hà Nội. Và nó thật tuyệt vời. Có khá nhiều loại rượu và tôi đã nghĩ có nên uống thử một vài loại không? Trời vẫn còn sáng sớm nên tôi chỉ ăn sáng mà thôi. Chứ uống rượu trước khi lên máy bay thì không hay lắm. Và thành thực tôi nghĩ là đồ ăn ở đây rất ngon và có rất nhiều món để cho bạn lựa chọn. Nếu so với sân bay Nội Bài thì sân bay Ninoy Aquino chán hơn rất nhiều. Phòng chờ kém tiện nghi hơn ở đây rất nhiều. Đồ ăn thì không ngon, lại không có nhiều món để cho bạn lựa chọn. Cũng không có nhiều hàng hóa mà bạn có thể mua làm quà. Và điều tồi tệ nhất là ở đây có nạn móc túi, trộm cắp. Vâng, ngay giữa sân bay hiện đại nhất Philippines mà hung thủ lại là chính nhân viên an ninh ở sân bay. Thế là túi tiền của bạn sẽ không được ai bảo vệ rồi. Thực tế thì tôi không thích đến sân bay Ninoy Aquino hay thủ đô Manila một chút nào. Philippines thực sự là một đất nước xinh đẹp với những bãi biển tuyệt đẹp, có rất nhiều thứ để khám phá ở đây. Nhưng Manila thì thật là kinh hoàng. Vấn nạn kẹt xe ở đây là tồi tệ nhất trên thế giới. Hơn nữa thì hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố chưa phát triển, chỉ có vài đại lộ và hệ thống đường ray nhỏ. Tôi đã đi du lịch Philippines nhiều năm trước và phải nói tắc đường ở đó diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Nhiều năm qua đi, nỗi ám ảnh về cảnh tượng mắc kẹt giữa dòng xe cộ trên phố vẫn luôn là nỗi ám ảnh của người dân thành phố Manila, Philippines. Đối với khách du lịch như tôi, thành phố này chỉ là nơi để đi máy bay tới. Và rồi người ta sẽ đi máy bay tới Cebu hay Boracay để nghỉ mát. Cho tới nay, vấn nạn tắc đường vẫn chưa có giải pháp khả thi để cải thiện. Thế nên, sẽ có rất ít du khách muốn trải nghiệm thành phố Manila. Nó là một thành phố xinh đẹp đấy, nhưng tắc đường quá. Bạn không thể di chuyển bằng xe buýt hay taxi được. Cách duy nhất là thuê một phòng khách sạn ở trung tâm và đi bộ xung quanh đó. Nếu không may, bạn có thể bị giật điện thoại hay móc túi. Một người bạn của tôi đã bị móc túi ở Manila. Trong khi đó thì tôi chưa từng nghe ai kể rằng ở Hà Nội có trộm cắp hay móc túi. Đây thực sự là một trong những thành phố có an ninh tốt nhất ở Đông Nam Á. Vì vậy mà tôi khuyên mọi người, nếu các bạn muốn đi du lịch Philippines, đặt vé máy bay tới Manila rồi bay ngay tới một nơi khác, đừng tới Manila làm gì. Nếu các bạn muốn khám phá thủ đô của một người Đông Nam Á, thì Hà Nội của Việt Nam hay Bangkok của Thái Lan là những sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Vậy còn ý kiến của cộng đồng mạng Nhật Bản về sân bay tại Việt Nam là như thế nào? Với hơn 30.000 lượt xem, video này của Kaito đã thu hút được rất nhiều người quan tâm và họ đã bàn luận rất sôi nổi. Hãy cùng khám phá phần comment thôi nào! Phòng chờ sân bay ở Hà Nội rất đẹp. Lúc 0 giờ đêm có nhiều chuyến bay đến và đi. Vì vậy nên sân bay đông đúc từ khoảng 21 giờ. Nhưng Đà Nẵng mới là nơi có phòng chờ sân bay tốt nhất ở Việt Nam. Bạn có thể nằm trong một chiếc hộp như phòng riêng hoặc ngồi trên một chiếc ghế sofa lớn. Phòng chờ của Hà Nội rất tốt, không khác gì phòng chờ dành cho những người có thẻ ưu tiên. Tôi có thể sử dụng vòi sen và thức ăn rất ngon. Tuy nhiên, khi tôi đến đây vào cuối tháng 3, có lẽ do không đúng thời điểm nên nơi này vô cùng đông đúc và khó tìm được chỗ ngồi. Tôi rất ngạc nhiên khi khu ẩm thực ở sân bay Hà Nội có mức giá ngang bằng với mức giá ở trong thành phố. Tôi cũng đã đến thăm Hồ Chí Minh nhiều lần, sân bay ở đó cũng rất tốt. Tuy nhiên thì giá cả đắt hơn ở bên ngoài. Thành phố Manila cực kỳ tắc nghẽn, bạn sẽ không thể đến tòa nhà câu lạc bộ gần sân bay kịp thời, trừ khi bạn đến vào khoảng 4 giờ sáng. Tôi rất vui vì Kaito có vẻ thích Hà Nội, nơi tôi yêu thích thứ hai sau Bangkok, mặc dù tôi mới đến Hà Nội một lần. Sự khởi đầu khó khăn thực sự là một điều may mắn.
Hà Nội có vẻ ổn, khi mọi thứ không lộn xộn thì sẽ rất tuyệt. Tôi chán ngán ở Hồ Chí Minh và dự định sẽ không bao giờ đến Việt Nam nữa. Nhưng sau khi xem video của Kato lần này, tôi quyết định ra Hà Nội nếu có cơ hội sau này. Điều đó sẽ không thể thực hiện được trong tương lai gần, nhưng tôi muốn thử khi giá của Vietnam Airlines tiến gần hơn đến giá trước khi virus corona lây lan. Anh Kato, tiếp theo là Manila phải không? Thật đáng ghen tị vì bạn đang ở Malate. Vui lòng cho tôi biết mọi thứ ở LA Coffee như thế nào. Có vẻ như nạn giật smartphone đang tràn lan. Xin hãy cẩn thận, tôi đang mong chờ video tiếp theo. Cảm ơn bạn về video về phòng chờ. Tôi muốn đến phòng chờ sân bay Nội Bài để ăn uống ở đây. Tôi thực sự rất thích video về kỳ nghỉ của bạn ở Hà Nội. Tôi đang mong những video tiếp theo. Việc kiểm tra vé xuất cảnh khi vào Philippines rất khó khăn vì đây là một quốc đảo và bạn không thể rời khỏi đất nước bằng đường bộ. Có sự khác nhau tùy theo hãng hàng không khi nhập cảnh vào Thái Lan hay Việt Nam. Nhưng nếu hành khách ở lại quá thời hạn, có vẻ như hãng hàng không không thể kiểm tra vé khởi hành, cũng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, nó dường như đặc biệt khó khăn đối với các công ty lớn. Nhân tiện, tuy là vé dùng một lần, nhưng vẫn có cách mua cho phép bạn hủy miễn phí mà không cần phải vứt đi. Điều này rất hữu ích vì tôi dự định sử dụng phòng chờ để quá cảnh sang Thái Lan. Nó có chất lượng rất cao. Với điều này, tôi thấy không có nhu cầu sử dụng phòng chờ Lotus của Vietnam Airlines. Tôi thắc mắc tại sao ở Nhật Bản không có đủ phòng chờ có thể sử dụng với tất cả mọi người. Tôi thường đến sân bay Hà Nội. Nhiều chuyến bay khởi hành vào đêm khuya nên có thể khá đông đúc từ hoàng hôn đến đêm. Tôi đang nghĩ đến việc đi đến Việt Nam trong năm nay. Ở Hà Nội không có nhiều hộp đêm. Tôi nhớ lần trước đi chơi ở hộp đêm khách sạn Fortuna. Số tiền đó tương đương với Macau. Nó trông thực sự tốt. Tôi sẽ thử nó ở Hồ Chí Minh trong tuần lễ vàng. Ồ, anh Kato, anh có ở Malate không? Trước thời chính quyền Duterte, tôi đã từng ở một khách sạn giá rẻ ở Malate khoảng 10 ngày. Tình hình an ninh đã được cải thiện đôi chút dưới thời chính quyền Duterte phải không? Tuy nhiên hãy cẩn thận, tình hình bây giờ tệ hơn đấy. Nói chuyện trong phòng chờ không phải là trái quy định sao? Ở Nhật Bản bạn chắc chắn sẽ bị cảnh báo. Tuyệt vời, tôi vừa mua một chiếc Vietjet. Tôi muốn sử dụng phòng chờ này. Đó không phải là phim hoạt hình à, Kato? Đây là phần giới thiệu về bữa tiệc buffet ở cơ sở bí mật của Kato. Điểm khác biệt là đó là bữa sáng. Nên đây chỉ là một bữa ăn nhẹ, mọi thứ đồ ăn ở đây đều trông thật ngon miệng. Có thể thấy, đa phần cộng đồng mạng Nhật Bản phải công nhận rằng sân bay Nội Bài hiện đại và tiện nghi hơn nhiều sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila của Philippines. Không chỉ vậy, Manila còn có rất nhiều vấn nạn khác như tắc đường, trộm cắp, tất cả đều đến từ sự nghèo đói và bất công. Khoảng cách giàu nghèo tại Philippines được lột tả rõ rệt trên đường phố, trong khi nhiều người được ăn uống trong những nhà hàng sang trọng, trẻ em được sử dụng máy tính bảng đời mới thì không ít người khác phải mưu sinh bằng nghề nhặt rác. Hiện nay, có tới gần 1/3 dân số Philippines đang phải sống dưới mức nghèo khổ, vật lộn để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như thức ăn, chỗ ở. Thậm chí nhiều người còn phải ăn pakpak, món ăn được làm từ miếng thịt gà rán thừa, nhặt ở bãi rác được gói vào túi ni lông và bán cho người nghèo ở các khu ổ chuột tại Manila. Vậy còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về thông tin mà Kato đã chia sẻ? Theo các bạn, thì tại sao cuộc sống ở Việt Nam lại tốt hơn nhiều so với cuộc sống của người dân Philippines? Hãy chia sẻ ngay ý kiến của bạn ở dưới phần comment nhé! Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.